Hello, xin chào các bạn, xin chào mọi người. Hôm nay máy xây dựng Quang Thái xin giới thiệu với mọi người một con máy đục khoan đục ba chức năng nha mọi người, có thương hiệu là Makute. Đấy, đây là mọi người. Đấy, cái chức năng nó đây mọi người, đây là mình khoan thường nha mọi người. Đây này, khoan thường là cái mình đỡ ở chế độ đây nha mọi người. Đấy, khoan thường nha mọi người, đó là khoan thường. Còn đây là khoan bê tông nha mọi người, khoan có búa nha mọi người. Đó, bật qua đây. Đó, chức năng đấy. Khoan búa. Khoan bê tông là nó mạnh hơn nha mọi người này. Đấy. Còn cái này là đục nha mọi người. Mình đục mà mình xỉa gạch hoặc là xỉa dăm rồi đó mọi người. Nhưng mà mình xỉa cái này là mình xỉa gọi là cho nó tiện thôi, chứ nó không chuyên nghiệp nha mọi người. Mình chỉ mấy góc đồ vậy thì được, gạch hoặc là bê tông thì mấy góc, chứ không phải là chuyên phế bê tông nha mọi người. Chuyên phế bê tông là có con máy khác nha mọi người. Đấy. Đó. Đó là xỉa đục á, nhưng mà nhẹ, đồ nhẹ. Gạch hoặc là mấy cái góc rồi đó. Còn chức năng chuyên dụng của nó là khoan ba chức năng, khoan bê tông nha mọi người. Đấy, nó kêu búa. Rất mạnh nha mọi người. Đấy. Cái này nó có công suất nha mọi người. Đấy, mình quay kìa coi. Đấy. Công suất đây. Đấy. Con búa này, con bê tông là từ 4 tới 36 mm, 26 mm nha mọi người. Đấy. Còn mình phét gạch á. Mình phét gạch là nó là từ 40 mm cho tới 68 mm nha mọi người. Đó, nó trong phạm vi đấy. Đấy là con máy này, cái khả năng của nó là trong phạm vi đấy nha mọi người. Đấy. Đầu nó là 13 ly. Đấy. 13 ly cho tới 3 giờ mình dùng cho tới được 30 ly nha mọi người. Đấy. Còn dưới đây là cái xỉa của nó này. Cái này búa xỉa này là gọi là mình xỉa đồ nhẹ thôi nha mọi người. Đấy. Đấy. Này. Điện 220 cho tới 240 là điện gia dụng mình dùng đó mọi người. Trên 50Hz, 60Hz là điện gia dụng mình đang dùng đấy. Điện gia đình mình đang dùng đó. Công suất nó là 800W nha mọi người. Đấy, công suất 800W. Và dòng tua nó là từ 0 tới 900 vòng trên phút nha mọi người. Đấy. Đấy. Nó là chuyên 26 ly. Là đục bê tông, khoan bê tông 26 ly nha mọi người. Made in China, Trung Quốc nha mọi người. Hàng công ty, hàng chính ngạch nha mọi người. Đấy. Đây, mở ra sẵn rồi đây mọi người. Đấy, một phiếu bảo hành của công ty nè. Công ty nhập khẩu đây nha mọi người. Phiếu bảo hành, đấy. Đấy, hàng chính ngạch nha mọi người. Đấy. Công ty nhập khẩu đây. Rồi, nó trong cái nó tặng theo là có một cái hộp bảo vệ máy nha mọi người. Cộng theo những cái phụ kiện nè mọi người. Đây là hai mũi nè. Mũi dẹp nè, để mình xỉa, mình đục nha mọi người. Đấy. Mũi nhọn, đây lấy sẵn rồi nha mọi người, đó mũi nhọn. Đấy, với hai cái mũi bê tông nữa nha mọi người. Hai mũi khoan bê tông. Mũi 8 với mũi 10 nha mọi người. Đấy. Đấy. Đấy, quay chi tiết cho mọi người xem đấy, rồi đấy. Đấy. Máy rất là khỏe nha mọi người. Đấy, coi nó đục. Khoan bê tông nó khỏe nha mọi người. Chuyên khoan bê tông nha mọi người. Rồi, xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau nhé. Rồi, xin chào mọi người.